Có đơn phương, nó là cái duyên đó mà. Như vậy nó vẫn ngoại lệ. Nếu ta không chủ động đi tìm cái duyên, thì mãi mãi ta vẫn là người cô độc. Và câu chuyện sau đây kể về người con gái tên Ngọc Dung. Cô đến từ Sài Gòn, năm nay cô vừa tròn 27 tuổi.